Chương một Giáng sinh tiểu thuyết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bình phàm đừng có gấp, chạy chậm chút Ta đây có bánh bao ngươi cầm một lại đi Phía sau truyền đến lưu thẩm tiếng gọi ầm ý, Cảm tạ lưu thẩm, bình phàm không có ngừng lưu Chỉ là không ngừng về phía trước chạy Ngày hôm nay ta phỏng vấn không thể tới trễ rồi Rốt cục vượt qua đến giao thông công cộng Bình Phạm, đang nỗ lực hướng trên xe chen tới, đột nhiên mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức xanh thẳm đại hải mênh mông vô biên, lúc bình tĩnh lúc, khi thì cuồng phong gào thét, mà sóng lớn cuồng trào mãnh liệt. Ở tự nhiên sức mạnh to lớn dưới, nhân loại là nhỏ bé. Nhưng mà có như vậy một đám người không sợ sinh tử, hành xử ở rộng lớn trên biển khơi, vì giấc mộng trong lòng, vì tự do đồng thiên nhiên ở bất khuất chiến đấu. Hải viên lịch 720 năm từ 800 năm trước 20 vương sáng lập chính phủ thế giới, cũng định cư ở thánh địa Mariojo từ nay về sau nơi đó trở thành chính phủ thế giới quyền lực tối cao trung tâm, nơi đó cư dân, là thành lập chính phủ thế giới đám quốc vương hậu duệ, được xưng là Thiên Long Nhân. Ở 800 năm quyền lực khuếch trương mục nát dưới, bây giờ Thiên Long Nhân không chỉ có chỉ số IQ thấp, xấu xí, phi thường yếu, còn tổng tự cho là rất giỏi, là trong nhân loại bại hoại. Đông Hải một cái mỹ lệ tên là Tây Lam trên đảo nhỏ, phương viên 15 cây số diện tích trên còn sống một cái làng sinh hoạt tại thôn này đám người, quá mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở sinh hoạt. Hải viên lịch 1458 năm, ở thôn đông một gia đình, phía bên ngoài cửa sổ nam nhân đang nóng nảy cùng đợi, bên trong có hắn tình cảm chân thành thê tử, hôm nay là chuyển dạ thời điểm, chỉ nghe bên trong đột nhiên một tiếng tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, nam nhân liều lĩnh vọt vào. Đây là nơi nào, lúc này hài nhi tốn sức mở hai mắt ra, một đôi xui xẻo xui xẻo hữu thần mắt to, thật nhanh quan sát đến bốn phía trong lúc bất chợt phát hiện làm cho hài nhi kinh ngạc sự tình làm sao có chuyện vật đều trở nên lớn không đúng là ta nhỏ đi lúc này hài nhi rất muốn di chuyển chuyển động thân thể để cho mình có một tư thế thoải mái nhưng là hắn đột nhiên phát hiện lúc đầu một chuyện rất đơn giản hiện tại với hắn mà nói đều là như vậy lao lực đương nhiên này hài nhi không phải là đơn thuần ra đời hài nhi hắn gọi hạ bình phàm như tên hắn nguyên lai phụ mẫu hy vọng hắn có thể đủ bình thường vượt qua trọn đời. Tự như hắn cái tên giống nhau, hắn vốn là cái sanh ở hồng kỳ dưới, sinh trưởng ở trong xuân phong, có trọng lớn lý tưởng hoài bảo, phát thể nên vì tổ quốc hiện đại hóa, góp một viên gạch có lý tưởng thanh niên. Nhưng thực tế tàn khốc nói cho hắn biết, hắn chỉ là đông đảo trong chúng sinh một thành viên, ở gia đình tha thiết dưới thi đậu một cái tam lưu đại học. Lúc đầu trường học kém, lại không có gì sở trường chính hắn, ở năm thứ tư đại học sau khi tốt nghiệp tìm việc làm chung quanh vấp phải trắc trở. Cùng người mướn chung ở một cái 20 thước vuông bên trong cái phòng nhỏ, quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, ảo tưởng ngày nào đó có thể có người thưởng thức chính mình, xuất nhâm CEO, thắng được Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bình thường lại lúc không có chuyện gì làm nhìn manga, huyễn tưởng dưới chính mình trở thành bên trong nhân vật chính điểu ti một viên. 2015 năm ngày 7 tháng 2 hào, bình phàm ở online chung quanh tác võng thức đầu lý lịch sơ lược dưới rốt cục có người xí nghiệp tư nhân đồng ý hắn đi khảo hạch hôm nay là khảo hạch thời gian thật sớm rời giường mặc vào vậy thân mình bình thường vẫn không bỏ được xuyên tìm một nghìn đại dương mua veston chải kỹ tóc sữa sang xong khuôn mặt tay trái cầm một trăm đại dương túi công văn tay phải cầm một cái cải trắng nhân bánh làm bánh bao vừa đi vừa ăn hướng phụ cận trạm xe buýt điểm chạy đi rất thuận lợi hắn đuổi kịp này tiểu đội xe buýt đợi là dài dòng nhất là đối với có chuyện trọng yếu người mà nói theo chậm rãi lái tới xe buýt đập vào mi mắt thật là nhiều người hốc phàm liều mạng hướng trên xe chen không cần suy nghĩ đó là hắn đời này cấp thiết nhất hy vọng có thể chen đi lên một lần cho dù là chỉ có đất cắm dùi đột nhiên chỉ cảm thấy người nào đẩy hắn một cái thân thể hắn không tự chủ về phía trước trên mặt đất đánh tới rất nhanh hắn liền vinh quang mất đi ý thức. Tại hắn ngất đi trong nháy mắt chỉ có một ý tưởng. Hỗn đảng làm cho lão tử biết là ai đẩy ta, lão tử phải cứ cùng hắn liều mạng không thể. Sau đó, hớp phàm liền vinh quang trở thành xuyên qua đại quân một thành viên, về phần hắn thân thể ban đầu là trở thành nhục bính còn là cái gì ai biết được. Ở hớp phàm xảy ra chuyện trạm xe buýt bên cạnh cách đó không xa, có hai người một nam một nữ toàn bộ hành trình nhìn thấy màn này lúc này nghe nữ tử nói. Thiên ca, làm như vậy được không ta hy vọng dường nào phàm nhi, có thể bình bình phàm phàm sống hết một đời. Nam tử bên cạnh không trả lời, nhưng từ hắn cặp kia ánh mắt thâm thúy trung, nhìn thấu thần sắc kiên định. Phàm nhi thân phận, đã định trước hắn phải có cuộc đời khác nhau. Được rồi, đã đến giờ chúng ta cần phải đi. Trong nháy mắt thân ảnh của hai người liền hư không tiêu thất rồi, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quanh thân chỉ để lại vội vã mà qua người đi đường. Không sai hai người kia chính là hốt phàm cha mẹ của. Thẳng đến xuyên qua lúc, hốt phàm cũng không biết cha mẹ hắn bí mật, có lẽ đây chính là mẫu thân hắn, cho hắn lấy tên bình thường dụng ý, đứa bé sơ sinh thân thể là yếu ớt, động không có vài cái, hốt phàm cũng cảm giác mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu liền đi ngủ. Ba hắn, cho hài tử lấy cái tên là gì tốt đâu, tiểu phương ngươi xem hắn dáng dấp nhiều giống như ngươi. Hai người chúng ta từ trong nhà len lén chạy ra, không phải là hy vọng qua được bình bình phàm phàm, rời xa các loại chính trị đấu tranh sao. Hắn cứ gọi bình phàm, monkey. Dê, bình phàm. Phụ thân của bình phàm tự ái trong coi trong ngực hài nhi. Hai tử hy vọng dường nào ngươi có thể khoái khoái lạc lạc trưởng thành. Nam tử không khỏi nhớ lại đi qua chuyện cũ. Nam tử tên là ki, Dê, gơ lâm, là monkey dê gia tộc một thành viên phụ thân của hắn là thế hệ này tộc trưởng cũng không biết phụ thân là không phải vẫn còn đang cách lấy ta nhớ hắn mang ki dê gơ lâm làm tộc trưởng con trai lại là lão tới chết tiểu nhi tử từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng cuộc đời của hắn đường phản phất hết thảy đều là dựa theo kịch bản viết xong có một ở phụ thân của chính phủ thế giới một cái ở hải quân làm trung tướng ca ca điển hình quan nhị đại tương lai thành thì nhất định là tốt đẹp chính là chính hắn cũng là người như vậy cho rằng, thẳng đến một ngày hắn biết mình thê tử tiểu phương, một người bình thường bần dân nữ hài. Hắn yêu sâu đậm rồi cái này thông thường tiểu cô nương. Có ở đây không cố gia tộc phản đối dưới tình huống, bỏ trốn trốn đông hải một cái đảo nhỏ trên, quá cuộc sống của người bình thường. Nơi này tất cả đối với với gơ lâm mà nói, đều là tốt đẹp như vậy, rời xa chính trị hôn nhân, rời xa gia tộc vinh diệu, chỉ vì mình mà sống. Lúc này trong lòng tiếng khóc của trẻ sơ sinh khiến cho gơ lâm ý thức về tới bản thể, vội vàng đem hài tử đưa cho thê tử. Nam nhân e rằng đang chiếu cố hài tử trên, trời sinh không bằng nữ nhân. Hài nhi đến rồi tiểu phương trong tay, liền lập tức đình chỉ tiếng khóc đang ngủ. Kỳ thực tiếng khóc là hài nhi cố ý phát ra, làm điểu ti một viên. Bình thường không có việc gì lên mạng xem anime, xem tiểu thuyết còn thường thường huyễn tưởng mình là vai nam chính. Bình Phạm ở sau khi tỉnh lại liền hiểu tình cảnh của mình. Làm xuyên qua đại quân một thành viên, tuy là vẫn là hài nhi, thế nhưng tư tưởng chính là một chừng 20 tuổi người trưởng thành, sao lại thế đồng ý mình bị một đại nam nhân vẫn ông đâu. Ông coi như, lại vẫn vẫn nhìn chính mình hạ thể không ngừng vui. Trong nháy mắt đó là người đàn ông đều sẽ không chịu nổi. Cho dù người kia là mình đời này phụ thân. Nếu như thích hải tặc chi toàn bộ khởi nguyên, xin đem địa chỉ trang web phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chứa trang xin nhấn CTRG, vì phương liền lần sau xem cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn mời mảnh kích nơi đây. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.